Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bật ập đến bất ngờ, tài lộc về như thác lũ, trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thần tài ban lộc lớn, chúc mừng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 gặp vận đổi đời, trúng số cực đậm, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu như vũ bão đúng 3 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch 2024. Kính chào quý anh chị đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, lời chúc sức khỏe, bình an và may mắn luôn theo quý vị trên từng bước đường đời trong tháng 10 âm lịch này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một giai đoạn đặc biệt trong vận mệnh của những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 với những dự báo tử vi cực kỳ thú vị và đầy hứa hẹn. Tháng 10 âm lịch này, đặc biệt là trong 3 ngày cuối tháng, là một khoảng thời gian quan trọng đối với người tuổi Bính Thìn. Đây không chỉ là những ngày bình thường trôi qua trong cuộc sống, mà là một giai đoạn bước ngoặt với vô vàn cơ hội mới đang chờ đón. Dưới ảnh hưởng của các sao chiếu mệnh và sự vận hành của các yếu tố phong thủy, đây chính là lúc mà những người tuổi Bính Thìn có thể đón nhận tài lộc và may mắn một cách mạnh mẽ nhất trong năm. Theo tử vi, đúng trong 3 ngày cuối tháng 10 này, được gọi là 3 ngày đại lộc dành riêng cho người tuổi Bính Thìn, đây là những ngày mà các sao tài bạch, sao lộc tồn cùng hội tụ, mang đến cho bạn cơ hội phát triển tài chính, mở rộng sự nghiệp và đón nhận những cơ hội đầu tư béo bở. Mọi việc bạn làm trong những ngày này đều có khả năng gặt hái thành công lớn, chắc hẳn quý vị sẽ cảm nhận được một luồng sinh khí mạnh mẽ đang thổi vào cuộc sống của mình. Không chỉ tài lộc, sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn cũng bước vào một giai đoạn khởi sắc trong những ngày cuối tháng này. Với sự tương trợ của các sao phúc tinh, những người tuổi Bính Thìn sẽ nhận được sự công nhận, hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên và đối tác. Những cơ hội để bạn thể hiện tài năng và khả năng lãnh đạo sẽ đến một cách tự nhiên, giúp bạn ghi điểm trong mắt những người xung quanh. Hãy chuẩn bị tinh thần để nắm bắt những cơ hội hiếm có này. Đừng ngần ngại thể hiện bản lĩnh và sự sáng tạo của mình, vì lúc này là thời điểm thích hợp để vươn lên một tầm cao mới trong công việc. Bên cạnh sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Bính Thìn cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong những ngày này. Đây là thời điểm tuyệt vời để đầu tư, kinh doanh hoặc tìm kiếm những dự án mới mang lại lợi nhuận cao. Nhưng cũng cần lưu ý, hãy luôn giữ vững tâm lý sáng suốt, không quá vội vàng. Hãy suy tính kỹ lưỡng trước mỗi quyết định. Tài lộc đến không chỉ là từ sự may mắn, mà còn nhờ vào sự chuẩn bị kỹ càng và khả năng nắm bắt cơ hội đúng thời điểm. Bên cạnh đó, sức khỏe của bạn cũng sẽ ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh. Tuy nhiên, đừng quên duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ và chăm sóc bản thân để giữ gìn nguồn năng lượng tích cực. Đặc biệt, trong những ngày này, nếu bạn biết chăm sóc bản thân, tinh thần lạc quan sẽ giúp bạn đón nhận may mắn một cách dễ dàng hơn. Về mặt tình duyên, người tuổi Bính Thìn trong tháng 10 âm lịch này cũng sẽ đón nhận những thay đổi tích cực, các mối quan hệ sẽ trở nên hài hòa và tốt đẹp hơn. Đặc biệt là trong 3 ngày cuối tháng, những người còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ, kết duyên với những người có tầm nhìn tương đồng, tạo dựng được một mối quan hệ bền vững. Còn đối với những ai đã có gia đình, tình cảm vợ chồng sẽ thêm phần gắn kết, hạnh phúc, giúp hai bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Cuối cùng, để tận dụng tối đa những vận may trong thời gian này, tôi xin chia sẻ một vài lời khuyên về phong thủy để thu hút tài lộc và sự nghiệp thuận lợi. Bạn có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy như quả cầu pha lê, tượng thần tài hay cây phát lộc trong không gian làm việc. Ngoài ra, để cân bằng âm dương trong cuộc sống, bạn nên dành thời gian thư giãn, thiền định mỗi ngày, giúp tâm an yên,
dễ dàng đón nhận những điều tốt đẹp từ vũ trụ. Hãy nhớ rằng, theo triết lý Phật giáo, mọi sự an vui đều bắt nguồn từ sự tĩnh tâm và lòng từ bi, nếu bạn biết làm chủ cảm xúc, sống khiêm tốn và sống tốt với mọi người, bạn sẽ nhận được nhiều phúc đức và tài lộc. Thế nên, đừng quên gieo những hạt giống tốt đẹp cho cuộc sống của mình trong mọi lúc mọi nơi. Thần tài ban lộc lớn, chúc mừng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, gặp vận đổi đời, trúng số cực đậm, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu như vũ bão đúng 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Kính thưa quý anh chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, lời chúc sức khỏe, bình an và mọi điều may mắn luôn đồng hành cùng quý vị trên từng bước đi của cuộc sống. Những ngày vừa qua, chắc hẳn quý anh chị đã trải qua không ít thử thách, những ngày làm việc bận rộn và có phần căng thẳng, khiến nhiều lúc cảm giác như mình đang bị cuốn theo guồng quay không ngừng. Nhưng đừng lo lắng, vì tử vi cho thấy những nỗ lực của quý anh chị sẽ được đền đáp xứng đáng trong 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch này. Đây là một khoảng thời gian quan trọng là bước chuyển mình rõ rệt của vận mệnh, khi tài vận và công việc của người tuổi Bính Thìn sẽ có sự khởi sắc mạnh mẽ. Đặc biệt, 3 ngày đại lộc trong giai đoạn này chính là những ngày mà mọi kế hoạch, mọi nỗ lực của quý vị sẽ được đền đáp, tài lộc như ý, công việc thuận lợi và những cơ hội tuyệt vời sẽ đến với bạn một cách bất ngờ. Đây chính là thời điểm mà mọi thứ có thể thay đổi, từ những điều bình thường thành những cơ hội hiếm có, mở ra con đường thành công và thịnh vượng. Với sự chiếu mệnh của các sao tốt, vận khí của quý vị sẽ được nâng đỡ, mở rộng. Sự chăm chỉ và kiên nhẫn sẽ được đền đáp xứng đáng và những người tuổi Bính Thìn sẽ có thể nắm bắt những cơ hội hiếm có trong sự nghiệp, tài chính và tình duyên. Mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là lúc bạn có thể phát huy tối đa thế mạnh của bản thân, vươn lên một tầm cao mới và gặt hái thành quả lớn trong những tháng ngày tiếp theo. Hãy cùng tôi cùng nhau khám phá chi tiết về những gì mà 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch này sẽ mang lại cho người tuổi Bính Thìn, để quý vị có thể chuẩn bị sẵn sàng đón nhận mọi vận may, khai thác tối đa những cơ hội mà vũ trụ đang trao tặng. Đây chính là lúc để bạn tự tin bước vào một giai đoạn đầy hứa hẹn, nơi thành công không còn là điều xa vời, mà hoàn toàn có thể chạm tay đến được. Hãy để tôi cùng quý vị khám phá những bí mật trong tử vi và phong thủy, để quý vị có thể khai thác tối đa những vận may, đạt được những thành công như mong đợi. Những cơ hội này sẽ chỉ đến một lần, vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không bỏ lỡ chúng. Tổng quan về công việc và sự nghiệp. Quý anh chị tuổi Bính Thìn 1976 thân mến, đúng trong 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, một làn sóng tài lộc và thành công đang tiến đến gần hơn với quý vị, đặc biệt là trong lĩnh vực công việc và sự nghiệp. Những tín hiệu tích cực trong vận trình của quý anh chị sẽ dần trở nên rõ ràng và đây chính là thời điểm lý tưởng để đón nhận những cơ hội thịnh vượng mà vũ trụ dành tặng. Đối với những ai đang làm việc trong môi trường công sở, có thể thấy mọi thứ đang dần đi vào guồng quay ổn định. Dù trước đó có thể đã gặp phải những thử thách, nhưng bây giờ là lúc công sức, sự cống hiến và sự kiên nhẫn của quý vị được đền đáp một cách xứng đáng. Những nỗ lực trong suốt thời gian qua sẽ không bị lãng phí, mà thay vào đó, bạn sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên cũng như đồng nghiệp. Cảm giác này không chỉ là sự thỏa mãn về mặt công việc, mà còn là động lực để bạn tiếp tục cống hiến hơn nữa trong tương lai. Đặc biệt, có thể trong giai đoạn này, quý vị sẽ được giao phó thêm những nhiệm vụ quan trọng, tạo cơ hội để thể hiện khả năng lãnh đạo và sự quyết đoán. Những thành tích đã đạt được trong thời gian qua sẽ là cơ sở vững chắc để bạn nhận được những đánh giá cao từ người xung quanh. Thậm chí có thể là sự thăng tiến trong công việc hoặc một khoản thưởng xứng đáng. Những cơ hội này sẽ đến với những ai luôn kiên trì và chăm chỉ, không bỏ cuộc trước khó khăn. Đối với quý anh chị làm kinh doanh hoặc đầu tư, trong 3 ngày cuối tháng này là thời điểm cực kỳ thuận lợi để phát triển. Thị trường sẽ có những dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ và các cơ hội sinh lời cũng bắt đầu xuất hiện. Những dự án đã được ấp ủ từ lâu hay những giao dịch quan trọng đang chờ đợi, giờ đây có thể đạt được thành công lớn. Đây chính là lúc lý tưởng để quý vị thực hiện những kế hoạch đã nung nấu bấy lâu, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đưa ra những quyết định đầu tư táo bạo. Nếu có ý định mở rộng hợp tác, tìm kiếm đối tác mới hay ký kết các hợp đồng quan trọng, đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Cơ hội như thế này không đến nhiều lần và vận khí của bạn trong những ngày này rất mạnh mẽ, đặc biệt là trong việc tạo dựng các mối quan hệ mới và củng cố các hợp đồng quan trọng. Nếu quý anh chị đang có kế hoạch phát triển vào một lĩnh vực kinh doanh mới, đây chính là thời điểm vàng để bắt đầu. Dù là ngành nghề nào,
Chỉ cần bạn biết nắm bắt và kiên trì thực hiện, thành công sẽ đến như một điều tất yếu. Chưa dừng lại ở đó, những người tuổi Bính Thìn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các quý nhân, giúp bạn mở rộng tầm nhìn và tìm ra những hướng đi mới. Cơ hội hợp tác sẽ đến từ nhiều phía và bạn chỉ cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận. Những cơ hội làm giàu này có thể đến bất ngờ. Vì vậy, hãy chú ý, đừng bỏ qua bất kỳ tín hiệu nào, vì đó chính là chìa khóa mở cửa thành công cho bạn trong tương lai. Tóm lại, trong 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch này là thời điểm vàng cho sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn, nếu biết tận dụng đúng lúc và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Quý vị sẽ gặt hái được thành công rực rỡ, tạo dựng được nền tảng vững chắc cho tương lai. Đừng quên, cơ hội chỉ đến một lần, hãy chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt. Về phương diện sức khỏe, kính thưa quý anh chị tuổi Bính Thìn, đúng trong 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, không chỉ công việc và tài lộc của quý vị có sự chuyển mình mạnh mẽ, mà sức khỏe cũng cần được đặc biệt chú ý để bảo vệ một cách toàn diện. Vận khí của quý anh chị đang ở đỉnh cao và để duy trì năng lượng tích cực, quý vị cần chăm sóc cơ thể để không bị những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng tới sự thịnh vượng mà mình đang nắm giữ. Thời điểm chuyển mùa là lúc dễ xảy ra những biến động về sức khỏe, nhất là khi cơ thể phải đối mặt với sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố thời tiết. Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa và xương khớp có thể gây phiền phức nếu không được chăm sóc đúng cách. Quý anh chị tuổi Bính Thìn nên chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là những thực phẩm tốt cho đường ruột và xương khớp. Hãy tăng cường các loại rau củ quả tươi, thực phẩm giàu canxi, vitamin D và không quên uống đủ nước mỗi ngày để cơ thể luôn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, việc nghỉ ngơi hợp lý là yếu tố quan trọng không thể thiếu. Cuộc sống bận rộn đôi khi khiến quý vị phải thức khuya để hoàn thành công việc, nhưng đừng quên rằng cơ thể cần được tái tạo và phục hồi qua giấc ngủ. Một giấc ngủ đủ và sâu sẽ giúp quý anh chị duy trì sự minh mẫn và tinh thần lạc quan, sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Hãy tạo cho mình một thói quen đi ngủ sớm, tránh những thức khuya để cơ thể không bị hao mòn sức lực. Ngoài chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, việc vận động nhẹ nhàng cũng là một trong những phương pháp tuyệt vời để duy trì sức khỏe. Các bài tập như yoga, thiền hoặc đi bộ sẽ không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, linh hoạt, mà còn giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng. Thực hành thiền hoặc yoga mỗi ngày không chỉ giúp quý anh chị thư giãn, mà còn là cách tốt nhất để cân bằng tâm trí, giữ được sự bình an nội tâm. Một cơ thể khỏe mạnh đi kèm với tinh thần vững vàng sẽ là yếu tố quyết định giúp quý vị thu hút vận may, tài lộc và sự thành công. Đặc biệt, trong những ngày đại lộc này, tâm trạng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một tinh thần vui vẻ, thoải mái và không lo âu sẽ giúp quý anh chị dễ dàng đón nhận những cơ hội mà vận mệnh ban tặng. Hãy giữ cho tâm hồn được thanh thản, tránh để những lo toan, căng thẳng trong công việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi tâm trạng tốt, bạn sẽ thấy mọi thứ xung quanh mình trở nên sáng sủa và dễ dàng, mọi thứ đến với bạn cũng sẽ tự nhiên hơn. Sức khỏe là nền tảng quan trọng để quý anh chị có thể phát huy hết năng lực và đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy yêu thương bản thân, chăm sóc sức khỏe thật tốt và luôn giữ một tinh thần lạc quan, bởi chỉ khi bạn khỏe mạnh, mọi thứ xung quanh mới có thể phát triển mạnh mẽ. Một cơ thể khỏe mạnh chính là chìa khóa để giữ vững vận may và tài lộc trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này. Về phương diện gia đạo và tình cảm, quý anh chị tuổi Bính Thìn 1976, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận khí gia đình sẽ có những dấu hiệu khởi sắc, mang lại không khí ấm áp, an lành cho tổ ấm của quý vị. Đây là thời điểm mà mọi khúc mắc trong gia đạo, dù nhỏ nhặt hay lớn lao đều có thể được hóa giải, giúp những mối quan hệ trong gia đình trở nên gần gũi, hòa thuận và đầy tình yêu thương. Nếu thời gian qua có thể có những chút hiểu lầm hay những sự việc không như ý, thì giờ đây những bất đồng này sẽ nhanh chóng được tháo gỡ, đem lại sự bình yên cho mái ấm của quý vị. Đây chính là cơ hội để quý anh chị dành thời gian chất lượng bên gia đình, tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp, đầy yêu thương. Những bữa cơm gia đình sẽ trở nên đặc biệt hơn, không chỉ bởi món ăn ngon mà còn bởi sự gắn kết trong từng câu chuyện, trong mỗi nụ cười, ánh mắt. Những buổi trò chuyện thân mật, không vướng bận công việc, sẽ là cầu nối giúp các thành viên trong gia đình thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Hãy dành thời gian để hỏi thăm sức khỏe, tâm tư của các thành viên trong gia đình, vì đôi khi chỉ một lời quan tâm cũng đủ để xoa dịu những nỗi lo lắng, giúp cho không khí gia đình thêm phần ấm cúng.
Trong những ngày này, quý anh chị cũng sẽ đón nhận những tin vui, niềm hạnh phúc từ con cháu. Những thành tích mà con cái đạt được trong học hành hay công việc sẽ khiến gia đình thêm phần tự hào và vui mừng. Đây là lúc để quý vị nhìn lại quá trình nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái với niềm tự hào về những thành quả chúng đạt được, đồng thời cũng là cơ hội để chia sẻ những bài học quý báu trong cuộc sống, giúp thế hệ sau tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà gia đình đã xây dựng. Những khoảnh khắc đó không chỉ là niềm vui mà còn là nguồn động viên lớn lao, giúp gia đình thêm phần yêu thương, đoàn kết. Thêm vào đó, những dịp lễ, những buổi tụ họp gia đình vào cuối tháng 10 âm lịch này sẽ là lúc để quý anh chị xây dựng và củng cố những mối quan hệ gia đình. Mọi người sẽ cảm nhận được sự gần gũi, thân thiết khi cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những câu chuyện trong cuộc sống. Đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời để nuôi dưỡng tình cảm, để cho tình yêu thương trong gia đình được nở rộ, đơm hoa kết trái, mang lại cho quý vị một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Vận may và hạnh phúc gia đình đến từ sự yêu thương, sự thấu hiểu và sự sẻ chia. Vì vậy, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, hãy tiếp tục vun đắp tình cảm gia đình và đừng quên rằng gia đình chính là nơi ta tìm thấy sự an ủi, là nguồn động lực để tiến bước trong cuộc sống. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân yêu, bởi những điều giản dị ấy chính là tài sản quý giá nhất mà mỗi chúng ta có thể sở hữu. 3 ngày đại lộc, cơ hội phát tài, phát lộc. Tháng 10 âm lịch này, đối với tuổi Bính Thìn, những ngày cuối cùng của tháng sẽ không chỉ đơn thuần là những ngày trôi qua lặng lẽ, mà là những ngày chứa đựng những cơ hội quý giá để thay đổi vận mệnh, mở ra những cánh cửa tài lộc mới. Trong 3 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, vận khí sẽ dâng cao, mang đến cho quý anh chị cơ hội lớn để phát tài, phát lộc. Đó chính là ngày 28, 29 và 30 âm lịch. 3 ngày được xem là đại lộc, mang lại vận may về tài chính và sự nghiệp. Cùng khám phá chi tiết về những ngày này để quý vị không bỏ lỡ cơ hội vàng trong tay mình. Ngày 28 tháng 10 âm lịch, mở cửa tài lộc. Ngày 28 âm lịch chính là một thời khắc quan trọng khi vận may tài chính của tuổi Bính Thìn chính thức được khai mở. Đây không chỉ là một ngày bình thường trong tháng, mà là một cơ hội quý giá để quý anh chị có thể thay đổi cục diện tài chính của mình. Tựa như một cánh cửa vũ trụ mở ra, chào đón những cơ hội lớn và chỉ cần bạn nắm bắt đúng thời điểm, tài lộc sẽ tự tìm đến. Trong ngày này, mọi giao dịch, đàm phán và thỏa thuận đều có xu hướng diễn ra suôn sẻ, giúp mở rộng con đường tài chính của bạn. Nếu anh chị đang có những hợp đồng quan trọng cần ký kết, đây chính là lúc lý tưởng để hoàn tất mọi việc. Những thương vụ dù lớn hay nhỏ đều có thể được hoàn thành trong không khí thuận lợi, với những kết quả khả quan vượt ngoài mong đợi. Đặc biệt, đối với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, ngày này là cơ hội vàng để đàm phán và ký kết hợp đồng với các đối tác mới. Những ai đang tìm kiếm cơ hội hợp tác, xây dựng mối quan hệ mới sẽ có thể gặp được những người có tầm nhìn rộng, những đối tác đáng tin cậy, luôn sẵn sàng chia sẻ cơ hội và tài lộc. Không chỉ là một ngày thuận lợi trong công việc, ngày 28 âm lịch còn mang đến một nguồn năng lượng đặc biệt giúp củng cố những mối quan hệ lâu dài. Các đối tác bạn gặp gỡ trong ngày hôm nay sẽ có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển tài chính của bạn trong tương lai. Những cơ hội hợp tác mà bạn bắt đầu trong ngày này sẽ không chỉ dừng lại ở việc tạo ra lợi nhuận ngắn hạn, mà còn có thể là những bước đi quan trọng trong hành trình dài hạn của bạn, mở ra những nguồn thu ổn định và bền vững trong suốt những năm tháng sau. Với những ai đang có dự định đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc muốn mở rộng quy mô công việc, đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện các kế hoạch. Cơ hội đến với bạn vào ngày 28 âm lịch không chỉ đơn giản là cơ hội tài chính, mà còn là một tín hiệu mạnh mẽ từ vũ trụ rằng đây chính là lúc bạn cần ra quyết định lớn. Việc đưa ra các lựa chọn đầu tư đúng đắn sẽ không chỉ mang lại lợi nhuận ngay lập tức, mà còn củng cố sự ổn định tài chính lâu dài cho bạn. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội này, hãy tận dụng hết những gì bạn có trong ngày 28 âm lịch, bất kể bạn đang ở giai đoạn nào trong sự nghiệp. Nếu có những dự định quan trọng, những kế hoạch lâu dài, hãy thực hiện ngay hôm nay. Đây chính là thời điểm vàng để tài lộc gõ cửa ngay trong tầm tay, mang đến cho bạn không chỉ thành công trong ngắn hạn, mà còn xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai tài chính của mình. Ngày 28 âm lịch chính là một ngã rẽ trong cuộc sống, một bước đệm để giúp bạn tiến xa hơn trên con đường phát triển sự nghiệp và tài lộc. Với những quyết định sáng suốt, bạn sẽ không chỉ tận dụng được cơ hội này, mà còn có thể chinh phục được những đỉnh cao mới trong cuộc sống. Hãy chuẩn bị tâm lý vững vàng và đón nhận mọi cơ hội với sự tự tin, vì tài lộc đã sẵn sàng đến bên bạn.
ngày 29 tháng 10 âm lịch, ngày đại lộc rực rỡ. Ngày 29 âm lịch không chỉ là một ngày bình thường trong tháng, mà là một khoảnh khắc đặc biệt, một thời điểm rực rỡ mà vận khí tài chính của tuổi Bính Thìn sẽ đạt đến đỉnh cao, mở ra cơ hội lớn để chinh phục những thành công đáng kể. Đây chính là lúc mà tài lộc sẽ đổ về như thác nước, không chỉ mang lại niềm vui trong hiện tại mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho tương lai tài chính sẽ dồi dào, và những người có sự chuẩn bị kỹ càng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Đặc biệt trong ngày này, các quý anh chị làm trong lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư sẽ cảm nhận rõ rệt sự may mắn bao quanh mình. Mỗi quyết định tài chính mà bạn đưa ra sẽ được nâng đỡ bởi dưỡng khí mạnh mẽ, giúp việc ký kết hợp đồng, giao dịch hay thỏa thuận trở nên suôn sẻ hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn hoàn tất các thương vụ lớn hoặc mở rộng quy mô công việc, bởi những sự lựa chọn trong ngày này không chỉ mang lại lợi nhuận trước mắt mà còn là nền tảng cho sự thịnh vượng bền lâu. Nếu quý anh chị đang có ý định đầu tư vào các lĩnh vực mới hoặc đang tìm kiếm cơ hội để tăng trưởng tài chính, ngày 29 âm lịch chính là lúc để hiện thực hóa những dự định đó. Các khoản đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hay các ngành nghề tiềm năng sẽ mang lại lợi nhuận khả quan và không thiếu cơ hội sáng tạo để nâng tầm sự nghiệp. Mỗi quyết định trong ngày hôm nay sẽ là một viên gạch vững chắc xây dựng sự thịnh vượng dài lâu, giúp bạn không chỉ thành công trong công việc hiện tại mà còn tạo dựng một sự nghiệp bền vững trong tương lai. Ngày 29 âm lịch cũng là cơ hội để bạn thu về trái ngọt từ những nỗ lực đã bỏ ra trong suốt thời gian qua, những dự án, kế hoạch đã được dày công chuẩn bị, những mối quan hệ đã được xây dựng và nuôi dưỡng giờ đây sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái. Đặc biệt, nếu bạn đã đầu tư thời gian và công sức vào việc phát triển công việc, xây dựng thương hiệu cá nhân hay phát triển một dự án kinh doanh, đây chính là lúc để bạn nhận được thành quả xứng đáng. Không chỉ là cơ hội tài chính, ngày 29 âm lịch còn là thời điểm tuyệt vời để bạn chứng tỏ khả năng quản lý tài chính của mình. Các quý anh chị sẽ thấy rõ sự tự tin và mạnh mẽ khi đối diện với các quyết định tài chính lớn. Sự sáng suốt trong đầu tư, sự quyết đoán trong các giao dịch sẽ giúp bạn đạt được những thành công đáng tự hào. Tất cả những nỗ lực và sự kiên trì của bạn suốt thời gian qua giờ đây đã đến lúc được đền đáp một cách xứng đáng. Ngày 29 âm lịch chính là thời khắc để bạn khẳng định sức mạnh tài chính của mình. Không chỉ là về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần, bạn sẽ cảm nhận được sự tự hào khi thấy những gì mình đã làm đang bắt đầu thu hoạch những kết quả rực rỡ. Cơ hội không đến nhiều lần, vì vậy, hãy tận dụng tối đa ngày này để khẳng định mình và vươn tới những tầm cao mới trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, tài lộc không chỉ đến từ những gì bạn làm trong hôm nay, mà còn từ những quyết định bạn đã đưa ra trước đó. Mỗi sự nỗ lực và chuẩn bị của bạn đều góp phần tạo nên thành quả hôm nay. Ngày 29 âm lịch không chỉ là ngày của những kết quả ngay lập tức, mà còn là một bước ngoặt quan trọng, đưa bạn vào một giai đoạn thịnh vượng mới đầy hứa hẹn. Cảm nhận sức mạnh tài chính lan tỏa và sẵn sàng thu hoạch những trái ngọt từ những quyết định chiến lược của mình. Ngày 30 tháng 10 âm lịch, đỉnh cao của thành công. Ngày 30 âm lịch không chỉ là một ngày bình thường trong tháng, mà là thời khắc đỉnh cao của vận khí, tài chính và sự nghiệp dành cho tuổi Bính Thìn. Đây chính là thời điểm đặc biệt, khi tất cả những nỗ lực, sự kiên trì và chuẩn bị từ trước sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Ngày này mang đến một cánh cửa mở rộng, nơi mà tài lộc và thành công như những con sóng lớn đang cuồn cuộn đổ về. Nếu quý anh chị đã và đang đầu tư công sức vào các dự án, công việc hoặc giao dịch quan trọng, đây chính là lúc để thu hoạch những thành quả rực rỡ, không chỉ về mặt tài chính mà còn về sự nghiệp và mối quan hệ. Đối với những người đang theo đuổi các dự án đầu tư lớn, ngày 30 âm lịch là thời điểm lý tưởng để đưa những kế hoạch này vào thực tế. Các hợp đồng quan trọng sẽ được ký kết suôn sẻ, mang lại nguồn thu nhập bền vững và ổn định trong tương lai. Những giao dịch lớn từ bất động sản, chứng khoán đến các hợp tác kinh doanh đều có khả năng thành công cao trong ngày này. Nếu quý anh chị đang dự định khởi động một dự án mới, hãy chọn ngày 30 âm lịch để ra mắt, bởi vì mọi thứ đều có cơ hội thuận lợi để phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, ngày 30 âm lịch là thời điểm mà các quý anh chị sẽ gặp gỡ được những quý nhân, những người có tầm ảnh hưởng, kinh nghiệm hoặc chuyên môn sâu trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Những cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là những cơ hội giao lưu, mà còn là những mối quan hệ quý báu, có thể mở ra cánh cửa tài lộc rộng mở trong tương lai. Quý nhân sẽ là người giúp bạn nhận diện những cơ hội chưa từng nghĩ đến, chỉ cho bạn con đường đi đúng và cung cấp những nguồn lực quan trọng, giúp bạn tiến xa hơn trong công việc và tài chính. Với sự trợ giúp từ quý nhân,
Ngày 30 âm lịch trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của tuổi Bính Thìn. Mọi dự án, kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ lâu nay sẽ có cơ hội bứt phá, mang lại những lợi ích không chỉ trong ngắn hạn mà còn trong dài hạn. Sự kết nối với những người có tầm ảnh hưởng này sẽ giúp bạn mở rộng mạng lưới quan hệ, nâng cao uy tín cá nhân và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Không chỉ vậy, họ có thể là người giúp bạn nhận diện được các xu hướng mới trong ngành, từ đó đưa ra những quyết định chiến lược đúng đắn hơn. Ngày 30 âm lịch không chỉ là ngày của những thành công tài chính, mà còn là ngày bạn có thể nhận ra giá trị thực sự của sự kiên trì và chuẩn bị. Từng bước đi, từng quyết định mà bạn đã đưa ra trước đây sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái. Sự chăm chỉ, khéo léo trong giao tiếp, khả năng nắm bắt cơ hội và kiên định với mục tiêu của bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Đây chính là thời điểm để bạn nhìn lại hành trình của mình, cảm nhận được sự tự hào khi thấy mọi thứ đều đã đi đúng hướng. Nếu trong tay bạn có những giao dịch lớn, kế hoạch quan trọng cần thực hiện, ngày 30 âm lịch chính là thời điểm để bạn quyết đoán và mạnh mẽ bước tiếp. Vận khí dồi dào và quý nhân trợ giúp sẽ đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi. Hãy mạnh dạn đưa ra những quyết định táo bạo, bởi chính lúc này là thời cơ tuyệt vời để bạn thu về trái ngọt từ những gì mình đã gieo trồng. Ngày 30 âm lịch chính là đỉnh cao mà tuổi Bính Thìn có thể đạt được trong sự nghiệp và tài chính. Tận dụng mọi cơ hội kết nối và thực hiện những bước đi quan trọng sẽ giúp bạn đạt được những thành công rực rỡ, không chỉ hôm nay mà còn cho tương lai. Đây là ngày của sự viên mãn, của những trái ngọt mà bạn đã chăm sóc, nuôi dưỡng suốt thời gian qua. Hãy đón nhận và tận hưởng thành quả xứng đáng từ sự nỗ lực của mình. Thưa quý vị, có những việc trên đời tưởng chừng rất khó để giải quyết, nhưng thực tế, đôi khi là do chúng ta đang tự bó buộc chính mình vào một vấn đề nên không thể thoát ra được. Cách tốt nhất là hãy thay đổi quan niệm một chút, đặt mình vào người khác một chút, như vậy mọi việc sẽ suôn sẻ hơn. 1. Triết gia đưa bò vào chuồng. Có một triết gia muốn lùa bò vào chuồng, nhưng bất kể là ông kéo mạnh về phía trước hay quất mạnh vào phía sau, con bò sống chết cũng không chịu nghe lời ông mà đi vào chuồng. Một người nông dân đi ngang qua thấy thế bèn mỉm cười, đồng thời nhổ một nắm cỏ trên mặt đất, sau đó đặt trước miệng con bò. Không ngờ, con bò ngoan ngoãn đi theo người nông dân và chuồng bò. Sau nhiều lần suy nghĩ, nhà triết học đã tổng kết những triết lý sau từ câu chuyện này. Mỗi người đều có sở trường phù hợp với riêng mình. Ví như một triết gia không thể bằng một người nông dân trong vấn đề đối xử với gia súc. Muốn người khác làm việc gì đó thì cưỡng ép là không được, dù bạn có cố gắng hết sức cũng không thể được. Trên thực tế, tất cả những gì chúng ta cần làm chính là cho người đó một chút ngọt ngào và hy vọng trong cuộc sống này. Chuyện trên đời không thể muốn sao liền được vậy. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ một chút, như vậy mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. 2. Con đại bàng đá biết bay. Một nhà điêu khắc nọ tạc được một con đại bàng trên đá. Con đại bàng này trông rất sống động, như thể nó đang thực sự bay cao trên bầu trời. Nhà triết học thấy vậy bèn đến gặp người này và hỏi, làm thế nào mà anh có thể điêu khắc cho hòn đá giống như đang bay lên được vậy? Nhà điêu khắc trả lời, thực ra tôi chỉ là loại bỏ đi những phần thừa thải trên tảng đá mà thôi. Một hòn đá chỉ cần loại bỏ đi những phần dư thừa thì đã tạo ra được một con đại bàng sống động như đang bay. Điều này nhắc nhở triết gia một đạo lý rằng, dù con người có ngu ngốc như cục đá thì cũng có thể bay lên, nghĩa là bỏ được những thứ dư thừa. Nói đơn giản là những cám dỗ của cuộc đời cũng giống như những phần dư thừa trên hòn đá vậy. Khi đối mặt với cám dỗ, nếu cái này muốn, cái kia cũng muốn, cái này không muốn từ bỏ, cái kia cũng không muốn từ bỏ, thì cuối cùng không từ bỏ được gì hết. Cuộc sống sẽ trở thành một tảng đá nặng và chúng ta sẽ không bao giờ trở thành đại bàng dương cánh bay cao được. Do đó, đời người nếu muốn bay cao lên được, thì chỉ cần buông bỏ đi những phần thừa thải của bản thân mình là được. 3. Người chăn cừu và sợi dây vô hình. Có một người chăn cừu đang đi về phía trước, bước chân đều từ trái sang phải, theo sau anh ta có một con cừu lẻo đẻo đi theo. Mặc dù nó không bị trói bằng dây, nhưng vẫn theo bước người chăn cừu như hình với bóng, cũng đi từ trái sang phải, không rời một bước. Nhà triết học thấy vậy cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi người chăn cừu, anh không dùng dây để dắt cừu, tại sao nó có thể theo sát anh không rời vậy? Người chăn cừu trả lời, thứ buộc bầy cừu không phải sợi dây mà là sự quan tâm, yêu thương của bạn dành cho bầy cừu. Câu trả lời của người chăn cừu khiến nhà triết học phải suy nghĩ. Để duy trì tình cảm giữa người với người thì không phải chỉ dựa vào sợi dây thường hữu hình để trông coi hay giới hạn họ,
mà phải dựa vào sự quan tâm, chăm sóc của tình yêu thương. 4. Quả bầu của bác nông dân. Ngày xưa có một bác nông dân trồng được một quả bầu lớn, nhưng thay vì vui mừng, người nông dân lại lâm vào tình thế khó xử, vì chẳng biết phải làm gì với nó. Dùng để đựng rượu thì sợ nó sẽ dở, nếu cưa đôi và dùng làm gáo múc nước thì không có cái lu nào to như vậy để múc. Nhà triết học sau khi chứng kiến điều đó, ông đã nói như thế này: người ta chỉ biết quả bầu dùng để đựng nước, nhưng không biết ngoài việc đựng nước ra, quả bầu còn dùng để làm thuyền trên mặt nước, đây không phải là rất tốt hay sao? Nhiều người thường hay giam cầm tư duy của mình vào quả bầu, như thế sẽ khiến bản thân vĩnh viễn không thể tìm được đường ra. Nhưng thực tế, chúng ta chỉ cần phá bỏ những thói quen suy nghĩ cũ thì chúng ta sẽ có thể tinh tế vượt qua nút thắt của tư duy và khám phá một thế giới mới rộng lớn hơn. Kết thúc tháng 10 âm lịch, những ngày cuối cùng sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng, là lúc vận khí dâng trào, mở ra một không gian rộng lớn cho tài lộc và cơ hội. Đặc biệt, trong 3 ngày đại lộc đầy hứa hẹn, vào ngày 28, 29 và 30 âm lịch, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong cuộc sống tài chính, mở ra cánh cửa của sự thịnh vượng. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để anh chị không chỉ gia tăng tài sản mà còn củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho bản thân và gia đình. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng lòng tin vững vàng vào vận mệnh, chắc chắn rằng bạn sẽ biết cách tận dụng những cơ hội quý báu này, đưa cuộc sống lên một tầm cao mới. Ngày 25 âm lịch là ngày khởi đầu cho những thành công tài chính, khi mà mọi giao dịch, hợp đồng đều diễn ra thuận lợi. Đây là thời điểm lý tưởng để kết nối, mở rộng các mối quan hệ làm ăn, đặc biệt là các đối tác đáng tin cậy. Ngày 28 âm lịch mang lại sức mạnh tài chính đột phá, giúp bạn thu về những khoản lợi nhuận lớn từ những dự án đã được chuẩn bị từ trước, và đến ngày 30, vận khí lên đến đỉnh cao. Mọi kế hoạch, dự định sẽ trở thành hiện thực, không chỉ giúp bạn đạt được thành công ngắn hạn mà còn xây dựng nền tảng cho một tương lai tài chính ổn định và bền vững. Chắc chắn rằng, với mỗi bước đi cẩn trọng và sáng suốt trong 3 ngày đại lộc này, tuổi Bính Thìn sẽ không chỉ thu về tài lộc mà còn nhận được sự an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống. Đây không chỉ là cơ hội để bạn tích lũy tài sản mà còn là thời điểm lý tưởng để khẳng định sự nghiệp, xây dựng các mối quan hệ bền vững và tạo dựng danh tiếng trong cộng đồng. Quý vị thân mến, kênh Minh Đường Tử Vi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý anh chị đã theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những video mới nhất về tử vi, phong thủy, cũng như những dự đoán vận mệnh của các tuổi khác. Chúng tôi xin chúc quý vị tuổi Bính Thìn luôn gặp may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Hãy vững tin vào những cơ hội phía trước và tận hưởng những thành quả xứng đáng với những gì bạn đã nỗ lực. Xin chào và hẹn gặp lại!